Sáng ngày 10 tháng 1 năm 2024, Ủy ban Nhân dân huyện tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh và phát động phong trào thi đua năm 2024. Dự và chỉ đạo có đồng chí Nguyễn Xuân Hồng, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện. Hội nghị do đồng chí Hoàng Văn Thanh, Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, đồng chí Lê Đức Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện chủ trì. Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Hoàng Văn Thanh, Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện nhấn mạnh, năm 2023, huyện ta đã đạt được nhiều kết quả rất quan trọng và toàn diện trên các lĩnh vực, có 25 trên 29 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra. Tốc độ tăng giá trị sản xuất là 4,53%, xếp thứ 10 toàn tỉnh về tốc độ phát triển năm 2023. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước thực hiện là 27,482 tỷ đồng, đạt 141,4% so với dự toán tỉnh giao và đạt 128,8% so với Hội đồng Nhân dân huyện giao. Huyện tiếp tục đẩy mạnh công tác phát triển du lịch cộng đồng, tổ chức thành công các lễ hội lớn trong năm đã tạo tiếng vang lớn trong toàn tỉnh và các huyện, tỉnh bạn trong cả nước. Hoạt động xúc tiến đầu tư tiếp tục được triển khai và có kết quả tốt. Công tác giáo dục có nhiều chuyển biến và có thứ hạng cao so với huyện miền núi của tỉnh. Nhiều dự án lớn về giao thông, trường học, trạm y tế, điện, kênh mương nội đồng được tỉnh quan tâm đầu tư. Những kết quả nổi bật trong đó đã tạo tiền đề nền tảng vững chắc để Lang Chánh tiếp tục phát triển nhanh hơn, bền vững hơn trong giai đoạn tiếp theo. Năm 2024 là năm có ý nghĩa quyết định đối với việc hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, tạo tiền đề quan trọng thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 23, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện yêu cầu các trưởng phòng, ban, cơ quan, đơn vị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã, thị trấn phải xác định rõ quyết tâm chính trị, nỗ lực phấn đấu cao nhất, tập trung cao độ cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của ngành, địa phương mình đã đề ra. Tại hội nghị này, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Hoàng Văn Thanh đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận vào các nhiệm vụ cụ thể và các giải pháp thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, huy động vốn đầu tư phát triển, công tác giải phóng mặt bằng và giải ngân vốn đầu tư năm 2024, kêu gọi thu hút đầu tư và đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm của huyện, thành lập mới doanh nghiệp, các nhiệm vụ giải pháp chủ yếu cho phát triển kinh tế, nông lâm nghiệp trên địa bàn huyện, giải pháp thực hiện để đạt kế hoạch xã, thôn, bản về đích nông thôn mới năm 2024, nhiệm vụ trọng tâm trong công tác cải cách hành chính, nhất là nêu cao ý thức trách nhiệm đạo đức công vụ cho cán bộ, công chức, viên chức trong toàn huyện, nhiệm vụ giải pháp để xây dựng phát triển du lịch trên địa bàn huyện, công tác đảm bảo quốc phòng an ninh, công tác đối ngoại. Với phương châm hành động kỷ cương, trách nhiệm, hành động sáng tạo, phát triển và với tinh thần quyết tâm cao nhất của cả hệ thống chính trị trong thực hiện nhiệm vụ năm 2024. Tại hội nghị, đồng chí Lê Đức Tiến, Thường vụ huyện ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện đã trình bày kế hoạch hành động thực hiện kế hoạch hành động của Ủy ban Nhân dân tỉnh, nghị quyết của huyện ủy, Hội đồng Nhân dân huyện về nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2024. Theo đó, năm 2024 là năm quan trọng, tạo đà bứt phá để huyện hoàn thành các mục tiêu của cả nhiệm kỳ 2020-2025. Trong bối cảnh tình hình dự báo sẽ còn nhiều khó khăn thách thức, Ủy ban Nhân dân huyện yêu cầu trưởng các phòng ban đơn vị cấp huyện, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã thị trấn phải quyết tâm, quyết liệt, nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất, tích cực chủ động triển khai thực hiện nhiệm vụ. Huyện phấn đấu thực hiện tốt 25 chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, môi trường và an ninh trật tự. Trong đó có nhiều chỉ tiêu đặt ra như tốc độ tăng giá trị sản xuất từ 7,2% trở lên, thu nhập bình quân đầu người đạt 32 triệu đồng trên một người một năm, tổng huy động vốn đầu tư phát triển đạt 1.400 tỷ đồng, tỷ lệ tăng thu ngân sách nhà nước so với kế hoạch tỉnh giao tăng 10%, có thêm một xã đạt chuẩn nông thôn mới, 3 thôn bản đạt chuẩn nông thôn mới, thành lập mới 12 doanh nghiệp, 1 hợp tác xã, tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia 90,3%, tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế 93,75%, tỷ lệ hộ nghèo 18,97%, mức giảm tỷ lệ hộ nghèo là 7,46%. Tỷ lệ dân số nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh là 95%, tỷ lệ xã thị trấn đạt chuẩn an toàn về an ninh trật tự đạt 80%. Với chủ đề năm là kỷ cương, trách nhiệm, hành động, phát triển, cùng với quan điểm chỉ đạo điều hành của Ủy ban Nhân dân huyện
trách nhiệm, nỗ lực, linh hoạt, quyết liệt, hiệu quả, tạo chuyển biến trên tất cả các lĩnh vực, trong đó chuyển biến thực sự rõ nét trên các lĩnh vực trồng trọt trong nông nghiệp, môi trường nông thôn, giáo dục đào tạo, du lịch, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2024. Tiếp tục phát triển kinh tế nhanh và bền vững, tập trung chỉ đạo 3 chương trình trọng tâm, 2 khâu đột phá, các ngành kinh tế mũi nhọn, thực hiện tốt công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch, đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới và phát triển bền vững, tháo gỡ khó khăn vướng mắc, tạo điều kiện và đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, huy động tối đa và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển, nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa xã hội, tăng cường ứng dụng chuyển giao khoa học kỹ thuật, đẩy mạnh chuyển đổi số, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường, thực hiện tốt công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm, đảm bảo an sinh xã hội và nâng cao đời sống của bà con nhân dân, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước, củng cố quốc phòng an ninh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện. Để thực hiện thành công các mục tiêu này, Ủy ban nhân dân huyện Lang Chánh cũng đã đề ra 8 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, 9 nhóm giải pháp cụ thể để tập trung chỉ đạo điều hành. Tại hội nghị, Ủy ban nhân dân huyện cũng đã hướng dẫn việc triển khai thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội quốc phòng an ninh, báo cáo một số nhiệm vụ giải pháp trọng tâm đảm bảo mục tiêu huy động vốn đầu tư phát triển, giải ngân vốn đầu tư năm 2024, kêu gọi thu hút đầu tư và đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm của huyện, hoàn thành chỉ tiêu thành lập doanh nghiệp và hợp tác xã, hướng dẫn thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2024, báo cáo một số nhiệm vụ giải pháp trọng tâm thực hiện hoàn thành dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2024. Các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cho phát triển kinh tế, nông, lâm nghiệp trên địa bàn huyện năm 2024, giải pháp thực hiện để đạt kế hoạch xã, thôn bản về đích nông thôn mới năm 2024, hướng dẫn các nhiệm vụ trọng tâm trong công tác cải cách hành chính năm 2024, nhiệm vụ, giải pháp để phát triển du lịch trên địa bàn huyện. Các đại biểu dự hội nghị đã tập trung thảo luận, đề xuất một số giải pháp cụ thể với tình hình thực tế của địa phương để thực hiện các chương trình, kế hoạch đảm bảo tiến độ, chất lượng nhằm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà huyện đã đề ra. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Hồng, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện nhấn mạnh, năm 2024 là năm có ý nghĩa quan trọng, năm tăng tốc về đích. Do đó, cần phải thực hiện đẩy mạnh thực hiện phát triển toàn diện các mục tiêu, kế hoạch 5 năm đã đề ra. Nhiệm vụ đặt ra cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện là rất lớn, đặc biệt là chỉ tiêu mà nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ huyện đã đề ra. Đồng chí cơ bản thống nhất với các văn bản của Ủy ban nhân dân huyện, nhất là các nhóm giải pháp chủ yếu năm 2024, các nhiệm vụ trọng tâm. Đồng chí đề nghị năm 2024 là năm quyết định sáng tạo hơn, trách nhiệm hơn để đạt kết quả tổng thể cao hơn năm 2023, để tăng tốc bứt phá, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2020-2025. Cần tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm sau. Một là tiếp tục quán triệt triển khai thực hiện kịp thời hiệu quả các chương trình, đề án, kế hoạch thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 23, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025. Đặc biệt là thông báo kết luận của đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh tại buổi làm việc với Ban chấp hành Đảng bộ huyện. Đồng thời, ra soát, tiếp tục nghiên cứu, sửa đổi, điều chỉnh các đề án xây dựng kế hoạch hành động thực hiện, nhất là các đề án về phát triển kinh tế, định hướng trong sản xuất lâm nghiệp và sản xuất nông nghiệp phù hợp với đất đai, thổ nhưỡng, quy hoạch, vùng trồng, tạo ra sản phẩm hàng hóa có thương hiệu, tiếp tục ra soát quy hoạch các xã, điều chỉnh những bất cập chồng chéo chưa thống nhất giữa các quy hoạch, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho việc thu hút đầu tư phát triển. Đề nghị Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo ra soát lại quy hoạch để báo cáo Ban thường vụ huyện ủy, chỗ nào không phù hợp khẩn trương điều chỉnh, hoàn thành chương trình phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2024 để làm cơ sở tổ chức thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ tỉnh giao và huyện giao. Ủy ban nhân dân huyện nghiên cứu đề xuất với Ban thường vụ huyện ủy lựa chọn 2 đến 3 dự án lớn để khởi công khánh thành chào mừng Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ mới, tạo động lực mới cho sự phát triển kinh tế xã hội của huyện. 2 là tăng cường, củng cố và giữ gìn tinh thần đoàn kết, thống nhất, quyết tâm, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo điều hành, tiếp tục đổi mới phương thức chỉ đạo điều hành, giải quyết công việc theo hướng trọng tâm, trọng điểm, rõ ràng, sáng tạo hơn, quyết liệt hơn, rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ sản phẩm, gắn với tăng cường đôn đốc, kiểm tra, giám sát thực hiện nhiệm vụ, ra soát, phát hiện, chấn chỉnh kịp thời, xử lý kỷ luật nghiêm minh đối với những tập thể, cá nhân thiếu trách nhiệm để ngành, địa phương, đơn vị mình chậm phát triển.
đồng chí Bí thư Huyện ủy đề nghị Ủy ban nhân dân huyện xem xét lại kết quả xếp loại tập thể cá nhân các đơn vị năm 2023. Những đơn vị cá nhân nào được Ban Thường vụ Huyện ủy gợi ý kiểm điểm thì không xếp mức độ hoàn thành tốt nhiệm vụ. Công tác thi đua khen thưởng phải khách quan, chính xác, không nề nang. Ủy ban nhân dân huyện, các phòng ban, các đơn vị cần tập trung chỉ đạo điều hành quyết liệt và tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, xây dựng chính quyền vững mạnh, tập trung giải quyết dứt điểm những khó khăn vướng mắc về chỉ tiêu tích tụ đất đai. Ủy ban nhân dân tỉnh giao Lang Chánh là 450 ha, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, tạo thuận lợi cho phát triển và triển khai các công trình dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư, nhất là các dự án giao thông trọng điểm đang triển khai, sớm khởi công các dự án như thủy điện sông Âm, dự án các khu dân cư khu phố Trường Trải, thị trấn Lang Chánh. Cùng với đó là tập trung thực hiện các nhiệm vụ năm 2024. Ủy ban nhân dân huyện, các phòng ban ngành, các xã thị trấn phải khắc phục có hiệu quả những hạn chế yếu kém kéo dài nhiều năm mà trong kiểm điểm giữa nhiệm kỳ đã chỉ ra. Ba là triển khai quyết liệt hiệu quả các giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công năm 2024. Ngay từ đầu năm, thực hiện các giải pháp quyết liệt hiệu quả để đảm bảo hoàn thành vượt mức cao nhất dự toán ngân sách nhà nước năm 2024, quản lý và sử dụng ngân sách tiết kiệm hiệu quả để tập trung nguồn lực cho đầu tư phát triển các nhiệm vụ cấp bách, tổ chức rà soát, xử lý sắp xếp lại tài sản công, nhất là quỹ đất, công sở, nhà ở, đất, các thôn, xã, sau sắp nhập, hoàn thành các thủ tục hồ sơ để triển khai công tác đấu giá đất. Bốn là tiếp tục chỉ đạo thực hiện đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền số, kinh tế số, xã hội số, thực hiện đồng bộ quyết liệt hiệu quả công tác thanh tra kiểm tra, siết chặt kỷ luật kỷ cương hành chính, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong thực thi công vụ và đạo đức công vụ, nâng cao đạo đức văn hóa và tinh thần chuyên nghiệp của cán bộ công chức viên chức. Với cán bộ công chức là người đứng đầu cơ quan đơn vị phải tiếp tục đổi mới các chương trình kế hoạch công tác, dành thời gian thỏa đáng cho việc tập trung nghiên cứu, xem xét và xử lý bài bản có trọng tâm, trọng điểm những vấn đề kinh tế, xã hội, không né tránh, đùn đẩy trách nhiệm. Năm là nâng cao chất lượng hoạt động văn hóa, xã hội và đời sống nhân dân, nhất là chất lượng giáo dục đại trà, sắp xếp lại đội ngũ cán bộ quản lý, đội ngũ giáo viên, đáp ứng yêu cầu dạy và học tập, xây dựng trường chuẩn quốc gia theo kế hoạch. Tiếp tục chỉ đạo, khôi phục giữ gìn và phát huy các giá trị lịch sử, bản sắc văn hóa dân tộc, truyền thống, vận động tham gia, đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, đẩy mạnh công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm, cũng như lao động có tay nghề, phục vụ cho các nhà máy tại huyện. Quan tâm chỉ đạo thực hiện khẩn trương các điểm khu dân cư có nguy cơ sạt lở, lũ ống, chuẩn bị chu đáo các điều kiện để nhân dân đón Tết vui xuân Giáp Thìn năm 2024 trong không khí vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, nghĩa tình. Sáu là tăng cường củng cố quốc phòng an ninh, thực hiện đồng bộ có hiệu quả các biện pháp bảo đảm an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ, tuyên truyền cho bà con nhân dân, nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, chấn chỉnh, đấu tranh loại bỏ tư tưởng bàn lùi, làm việc cầm chừng, không dám nghĩ, dám làm trong một bộ phận cán bộ công chức, nhất là cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm minh các tập thể, cá nhân vi phạm, thực hiện nghiêm túc, khách quan, kịp thời công tác thi đua, khen thưởng, tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác đối ngoại trong tỉnh, các sở ngành và huyện Sầm Tớ, tỉnh Hủa Phăn, nước bạn Lào. Bảy là đề nghị Mặt trận Tổ quốc, các ngành đoàn thể đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên, hội viên, các cấp ủy chính quyền, tăng cường công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, đặc biệt là xây dựng chính quyền các cấp thực sự trong sạch vững mạnh, hoạt động hiệu lực hiệu quả, thực hiện nghiêm nghị quyết Trung ương 4 khóa 11, khóa 12 và kết luận số 21 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh theo kết luận số 01 của Bộ Chính trị khóa 13 và các quy định về nêu gương của cán bộ đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp. Tiếp tục ra soát quy hoạch, sắp xếp lại bộ máy và đội ngũ cán bộ từ huyện đến cơ sở phù hợp với năng lực sở trường, nhất là những cán bộ thiếu trách nhiệm, hạn chế về năng lực chuyên môn để chuẩn bị nguồn nhân sự cho nhiệm kỳ mới 2025-2030. Bước sang năm mới 2024, tiếp nối truyền thống đoàn kết, nỗ lực cố gắng của toàn hệ thống chính trị, sự đồng thuận ủng hộ của nhân dân các dân tộc trong huyện. Trong không khí vui tươi phấn khởi về những kết quả mà quê hương Lang Chánh đạt được sau một năm đầy nỗ lực cố gắng, với tinh thần thi đua mà Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động, đồng chí Bí thư Huyện ủy tin tưởng rằng sau hội nghị này, với niềm tin mới, khí thế mới, động lực mới, Ủy ban nhân dân huyện, các phòng ban ngành, các xã thị trấn sẽ giữ vững mối đoàn kết, phát huy tinh thần sáng tạo, trách nhiệm, tự lực tự cường, năng động,
cùng với toàn đảng bộ và hệ thống chính trị, cán bộ đảng viên, nhân dân các dân tộc trong huyện, hoàn thành thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ năm 2024, xây dựng Lang Chánh ngày một phát triển, sớm thoát khỏi huyện nghèo, trở thành huyện khá trong khu vực miền núi trước thêm năm mới năm 2024 và chuẩn bị đón Xuân Giáp Thìn. Thay mặt Ban Thường vụ Huyện ủy, đồng chí Bí thư Huyện ủy Nguyễn Xuân Hồng đã gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới các đồng chí lãnh đạo huyện, các đồng chí đại biểu tham dự hội nghị và nhân dân các dân tộc trong huyện mạnh khỏe, hạnh phúc, an khang và thịnh vượng, năm mới giành nhiều thắng lợi mới. Cùng với tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Huyện ủy, đồng chí Hoàng Văn Thanh, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đã phát động phong trào thi đua năm 2024. Ngay sau hội nghị này, tôi kêu gọi các ngành, các xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhất là người đứng đầu, tích cực, chủ động, sáng tạo, xây dựng các mục tiêu, chỉ tiêu, thi đua cụ thể, phù hợp với điều kiện thực tiễn và tổ chức phát động các phong trào thi đua sâu rộng, thiết thực đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang, người lao động và nhân dân các lao động trong huyện tích cực hưởng ứng tham gia các phong trào thi đua, lao động sáng tạo, quyết tâm thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh năm 2024 của ngành, địa phương, đơn vị mình đạt kết quả ở mức cao nhất, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2024 của cả huyện. Cuối cùng, trong không khí hân hoan đón chào năm mới 2024 và chuẩn bị đón Tết cổ truyền Xuân Giáp Thìn 2024, thay mặt các đồng chí lãnh đạo huyện, xin kính chúc các đồng chí đại biểu cùng toàn thể các đồng chí mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Chúc phong trào thi đua yêu nước của huyện ta ngày càng đổi mới, phát triển mạnh mẽ và đạt được nhiều kết quả quan trọng toàn diện trong thời gian tới. Xin trân trọng cảm ơn. Thay mặt Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, đồng chí Lê Văn Luyến, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện đã đề nghị từng cấp, từng ngành, từng địa phương, đơn vị phải xây dựng các tiêu chí thi đua cụ thể, thiết thực, phù hợp với điều kiện thực tế, tổ chức các phong trào thi đua sâu rộng, thường xuyên, đảm bảo thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ của ngành, địa phương, đơn vị đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ năm 2024 của toàn huyện. Tại hội nghị, đại diện các cụm là cụm trưởng cụm thi đua của 7 cụm đã ký giao ước thi đua trước sự chứng kiến của các đồng chí lãnh đạo Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và các phòng ban ngành của huyện. Hội nghị cũng đã tặng giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện cho 23 tập thể đã đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2023 cho các cụm xếp thứ nhất, nhì, ba năm 2023.